Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 30. Môi-se nói cùng dân Israel mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn người. Môi-se cũng nói cùng những quan trưởng của các chi phái Israel rằng: Này là điều mà Đức Giê-hô-va đã phán. Khi một người nào có hứa nguyện cùng Đức Giê-hô-va hoặc phát thề buộc lấy lòng mình phải giữ một sự gì, thì chớ nên thất tín. Mọi lời ra khỏi miệng người, người phải làm theo. Khi một người nữ trong buổi còn thơ ấu ở nhà cha mình có hứa nguyện cùng Đức Giê-hô-va và buộc lấy lòng mình phải giữ một điều chi, nếu người cha đã biết lời hứa nguyện nàng và sự buộc lòng nàng tự chịu lấy mà đối với nàng vẫn làm thinh, thì nàng phải làm y như lời hứa nguyện và giữ mọi sự buộc lòng mình mà nàng tự chịu lấy. Còn nhược bằng ngày nào cha nàng biết mà cấm đi, thì nàng sẽ không mắc lời hứa nguyện mình hay là các sự buộc lòng giữ mà nàng đã tự chịu lấy. Đức Giê-hô-va sẽ tha tội cho nàng vì cha nàng cấm nàng vậy. Nếu người nữ ấy đã kết hôn, hoặc vì hứa nguyện, hoặc vì lời chi lỡ ra khỏi môi mà nàng đã chịu lấy một sự buộc mình, nhược bằng ngày nào chồng nàng hay mà đối cùng nàng vẫn làm thinh, thì nàng phải làm y lời hứa nguyện và giữ những sự buộc lòng mình mà nàng tự chịu lấy. Còn nếu ngày nào chồng đã biết cấm nàng đi, hủy lời hứa nguyện mà nàng mắc đó và lời gì lỡ ra khỏi môi, vì cớ đó nàng đã buộc lấy mình, thì Đức Giê-hô-va sẽ tha tội cho nàng. Lời hứa nguyện của một người đàn bà quá hoặc một người đàn bà bị đẻ, mọi điều chi người đã buộc mình thì phải giữ lấy. Nếu một người đàn bà đã hứa nguyện trong nhà chồng mình hoặc phát thề buộc lấy lòng mình phải giữ một sự gì, và nếu chồng đã hay vẫn làm thinh cùng nàng không cấm, thì nàng phải làm y lời hứa nguyện và giữ mọi sự buộc lòng mà nàng đã tự chịu lấy. Nhưng nhược bằng ngày nào chồng nàng hay biết hủy đi, thì mọi lời đã ra khỏi môi về những sự hứa nguyện và về sự buộc lòng mình sẽ bị hủy đi. Chồng nàng đã hủy các lời đó, thì Đức Giê-hô-va sẽ tha tội cho nàng. Chồng nàng có thế ưng hay hủy mọi sự hứa nguyện và mọi lời thề mà nàng sẽ buộc mình, đặng ép linh hồn mình. Nhược bằng chồng vẫn làm thinh cùng nàng ngày nay qua ngày mai, như vậy chồng ưng các sự hứa nguyện của nàng. Chồng ưng vì không nói chi ngày mà người đã hay biết. Còn nếu chồng hủy các sự hứa nguyện một ít lâu sau khi đã hay biết, thì chồng sẽ mang sự hình phạt về tội lỗi của vợ mình. Đó là các lệ định mà Đức Giê-hô-va truyền cho Môi-se về một người chồng và vợ mình, một người cha và con gái mình buổi thơ ấu khi còn ở nhà cha. Chương 31. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: Hãy báo thù dân Ma-đi-an cho dân Israel, rồi ngươi sẽ được về cùng tổ phụ. Vậy Môi-se truyền cho dân sự rằng: Trong các ngươi hãy sắm sửa binh khí mà ra trận hãm đánh dân Ma-đi-an, đặng báo thù dân đó cho Đức Giê-hô-va. Về mỗi chi phái Israel, các ngươi phải sai 1.000 lính ra trận. Vậy trong dân Israel, người ta cứ mỗi chi phái chọn 1.000 lính, là 12.000 người sắm sửa binh khí đặng ra trận. Môi-se sai 12.000 người đó ra trận, tức là sai 1.000 người về mỗi chi phái, với Phi-nê-a, con trai của Ê-lê-a-sa thầy tế lễ, đem đi theo mình những khí giới thánh cùng kèn có tiếng vang. Vậy chúng giao chiến cùng dân Ma-đi-an y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se và giết hết thảy nam đinh. Trong các người bị giết, chúng cũng giết 5 vua Ma-đi-an là Ê-vi, Rê-kem, Su-rơ, Hu-rơ và Rê-ba, cũng lấy gươm giết Ba-la-am con trai của Bê-ô. Dân Israel bắt đàn bà và con nít Ma-đi-an dẫn theo, cướp hết thảy súc vật, bầy chiên và của cải họ, đốt hết những thành, nhà ở và hương thôn chúng nó, cũng lấy đem theo hết thảy của đoạt được, bất kỳ người hay vật. Chúng dẫn những kẻ bị bắt và những của đoạt được đến cho Môi-se, cho Eleasa thầy tế lễ và cho hội dân Israel đang đóng trại tại đồng bằng Moab gần sông Giô-đanh đối ngang Jericho. Bây giờ Môi-se, Eleasa thầy tế lễ và hết thảy hội trưởng đi ra đón rước chúng binh ngoài trại quân. Môi-se nổi giận cùng các quân trưởng, tức là quan tướng 1.000 quân và quan tướng 100 quân đi đánh giặc này trở về. Môi-se nói cùng họ rằng: các ngươi để hết thảy người nữ còn sống sao? Kìa, ấy là chúng nó theo mưu kế của Ba-la-am mà dụ dỗ dân Israel cúng thờ Phê-ô và phạm một tội trọng cùng Đức Giê-hô-va, và tội đó xui cho hội chúng của Đức Giê-hô-va bị tai vạ. Vậy bây giờ hãy giết hết thảy nam đinh trong bọn con trẻ và giết người nữ nào đã kết bạn cùng một người nam, nhưng hãy để sống cho các ngươi hết thảy con gái chưa hề kết bạn cùng người nam. Còn về phần các ngươi, hãy đóng trại ngoài trại quân trong 7 ngày. Ai có giết một người và có đụng đến một xác chết, thì ai đó cùng kẻ bị bắt phải dọn cho mình được sạch ngày thứ 3 và ngày thứ 7. Cũng phải làm cho sạch hết thảy áo sống, mọi vật bằng da, mọi vật bằng lông dê và mọi đồ đạc bằng cây. Eleasa thầy tế lễ nói cùng những lính đi trận về mà rằng: này là điều luật pháp dạy mà Đức Giê-hô-va đã truyền cho Môi-se. Vàng, bạc, đồng, sắt, thiếc, chì, tức là mọi vật đưa vào lửa được, thì các ngươi phải đưa ngang qua lửa đặng luyện nó. Nhưng người ta cũng phải dùng nước tẩy uế mà làm cho nó được sạch nữa. Còn mọi vật chi không đưa qua lửa được thì phải ngâm nó trong nước. Ngày thứ 7, các ngươi phải giặt áo sống mình thì sẽ được sạch, đoạn mới được vào trại quân. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: ngươi, Eleasa thầy tế lễ và các quan trưởng của những tông tộc, hãy dựng sổ về của giặc mà người ta đã đoạt được, nào người, nào vật, rồi chia của đó cho các người đã ra trận và cho cả hội chúng. Trong phần thuộc về quân binh đã ra trận, hoặc người, hoặc bò, hoặc lừa hay chiên, ngươi phải cứ thâu một phần trong 500 mà đóng thuế cho Đức Giê-hô-va, tức phải thâu thuế đó trong phân nửa thuộc về quân binh và giao cho Eleasa thầy tế lễ làm lễ vật dâng cho Đức Giê-hô-va. Còn trong phân nửa kia thuộc về dân Israel, hoặc người, hoặc bò, hoặc lừa hay chiên, tức các súc vật, ngươi phải cứ mỗi 50 mà để riêng ra một và giao cho người Lê-vi có chức phận coi sóc đền tạm của Đức Giê-hô-va. Môi-se và Eleasa thầy tế lễ làm y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Vả, của giặc còn lại mà quân binh cướp lấy được là 675.000 con chiên cái, 72.000 con bò, 61.000 con lừa đực. Người nữ chưa kết bạn cùng người nam nào, hết thảy được 32.000 người. Phân nửa thuộc về kẻ đã đi trận là 337.500 con chiên cái. Đóng thuế cho Đức Giê-hô-va là 675 con, 36.000 con bò. Đóng thuế cho Đức Giê-hô-va là 72 con, 3.500 con lừa đực và đóng thuế cho Đức Giê-hô-va 61 con, 16.000 người và đóng thuế cho Đức Giê-hô-va là 32 người. Môi-se giao cho Eleasa thầy tế lễ của thuế làm lễ vật dâng cho Đức Giê-hô-va y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Phân nửa kia thuộc về dân Israel, tức là phân nửa mà Môi-se chia ra với phân nửa của quân binh đã đi trận. Phân nửa này thuộc về hội chúng, số là 337.500 con chiên cái, 36.000 con bò, 30.500 con lừa và 16.000 người. Trong phân nửa này thuộc về dân Israel, Môi-se cứ mỗi 50 thì để riêng ra một, bất luận người hay vật, và giao cho người Lê-vi có chức phận coi sóc đền tạm của Đức Giê-hô-va y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn mình. Những quân trưởng, tức là quan tướng 1.000 quân và quan tướng 100 quân đến gần Môi-se mà rằng: những kẻ tôi tới ông đã dựng sổ chiến sĩ là người ở dưới quyền chúng tôi và không thiếu một tên. Mỗi người trong chúng tôi có đem đến đồ bằng vàng mình đã được, hoặc dây chuyền, hoặc vòng, hoặc cà rá, hoặc hoa tai, hoặc kiềng, làm lễ vật dâng cho Đức Giê-hô-va đặng chuộc tội cho mình trước mặt Ngài. Môi-se và Ê-lê-a-sa thầy tế lễ bèn nhận lãnh vàng và hết thảy đồ trang sức làm công kỹ, hết thảy vàng về lễ vật mà những quan tướng 1000 quân và quan tướng 100 quân dâng cho Đức Giê-hô-va, cộng là 16.750 siêc-lơ. Và mỗi người trong quân binh đều có cướp lấy vật cho mình. Vậy, Môi-se và Ê-lê-a-sa thầy tế lễ nhận lãnh vàng của quan tướng 1000 quân và 100 quân, rồi đem vào hội mạc làm kỷ niệm về dân Israel trước mặt Đức Giê-hô-va. Thi-thiên 53. Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng chẳng có Đức Chúa Trời. Chúng nó đều bại hoại, phạm tội ác gớm ghiếc, chẳng có ai làm điều lành. Đức Chúa Trời từ trên trời ngó xuống con loài người đặng xem thử có ai thông sáng tìm kiếm Đức Chúa Trời chăng. Chúng nó thay thảy đều lui lại, cùng nhau trở nên ô uế, chẳng có ai làm điều lành, dầu một người cũng không. Các kẻ làm ác há chẳng hiểu biết sao? Chúng nó ăn nuốt dân ta khác nào ăn bánh, và cũng chẳng hề khẩn cầu Đức Chúa Trời. Nơi chẳng có sự kinh khiếp, chúng nó bị cơn kinh khiếp áp bắt, vì Đức Chúa Trời rải rác cốt hài của kẻ đóng đối nghịch ngươi. Ngươi đã làm cho chúng nó hổ thẹn, vì Đức Chúa Trời từ bỏ chúng nó. Ôi, chớ chi từ Si-ôn sự cứu rỗi của Israel đã đến. Khi Đức Chúa Trời đem về các phu tù của dân sự Ngài, thì Gia-cốp sẽ mừng rỡ và Israel vui vẻ. Chương 30. Có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng Jêrê-mi rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Hãy chép mọi lời ta đã phán cùng ngươi vào trong sách. Đức Giê-hô-va phán: Này những ngày đến, bấy giờ ta sẽ đem những kẻ bị phu tù của dân Israel và dân Giu-đa ta trở về. Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ khiến chúng nó về trong đất mà ta đã ban cho tổ phụ chúng nó, và chúng nó sẽ được đất ấy làm sản nghiệp. Đây là những lời của Đức Giê-hô-va đã phán về Israel và Giu-đa. Đức Giê-hô-va phán như vậy: Chúng ta đã nghe tiếng run rẩy sợ hãi, chẳng phải tiếng bình an. Hãy dò la, hỏi thử, có phải ấy là đàn ông sinh đẻ không? Làm sao ta thấy mọi người nam đều lấy tay đỡ lưng mình như đàn bà đang sinh đẻ? Làm sao mặt ai nấy đều tái xanh đi? Khốn thay, ngày đó thật lớn, đến nỗi chẳng hề có ngày nào giống như vậy. Ấy là kỳ tai hại của Gia-cốp, nhưng nó sẽ được cứu thoát khỏi sự ấy. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Trong ngày đó, ta sẽ bẻ ách nó khỏi cổ ngươi, sẽ dứt dây trói ngươi. Dân ngoại sẽ không bắt nó phục dịch nữa, nhưng chúng nó sẽ hầu việc Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình và David vua mình mà ta sẽ dấy lên cho. Đức Giê-hô-va phán: Hỡi Gia-cốp, ngươi là tôi tớ ta, chớ sợ chi. Hỡi Israel, đừng kinh hãi. Vì này, ta sẽ cứu ngươi từ phương xa và dòng dõi ngươi từ đất bị đày. Gia-cốp sẽ trở về được yên lặng an ổn, chẳng có ai làm cho nó sợ hãi. Đức Giê-hô-va phán: Vì ta ở cùng ngươi, đặng giải cứu ngươi. Ta sẽ diệt hết các nước mà ta đã làm cho ngươi tan lạc trong đó, nhưng ngươi thì ta không diệt hết. Ta sẽ sửa phạt ngươi có chừng mực, song chẳng hề để cho ngươi khỏi hình phạt. Đức Giê-hô-va phán như vậy: Vết thương ngươi không chữa được, dấu vết ngươi nặng lắm. Chẳng ai lấy cớ ngươi cầu thay để ngươi được ràng buộc, ngươi chẳng có thuốc chữa. Mọi kẻ yêu ngươi đã quên ngươi, không hỏi han ngươi. Vì ta đã đánh ngươi bị thương như kẻ thù đánh, sửa phạt ngươi như người hung ác sửa phạt. Bởi cớ sự gian ác ngươi dồn dập, tội lỗi ngươi thêm nhiều. Sao ngươi kêu la vì vết thương mình? Sự đau đớn ngươi không phương chữa. Ấy là vì cớ sự gian ác ngươi dồn dập, tội lỗi ngươi thêm nhiều mà ta đã làm cho những sự này. Cho nên mọi kẻ nuốt ngươi sẽ bị nuốt, mọi kẻ đối địch ngươi, mỗi một người sẽ bị làm phu tù. Những kẻ bóc lột ngươi sẽ bị bóc lột, còn mọi kẻ cướp giật ngươi, ta cũng sẽ phó cho sự cướp giật. Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ chữa lành thân thể ngươi và chữa vết thương ngươi. Vì chúng nó đã gọi ngươi là kẻ bị bỏ mà rằng: Ấy là Si-ôn, chẳng ai ngó ngàng đến. Đức Giê-hô-va phán như vậy: Này, ta sẽ đem các nhà trại Gia-cốp trở về khỏi sự phu tù, ta sẽ thương xót chỗ ở nó. Thành này sẽ xây lại trên gò nó, cung điện sẽ có người ở như thuở xưa. Sự tạ ơn và tiếng của kẻ reo vui sẽ ra từ chúng nó. Ta sẽ làm cho số chúng nó thêm nhiều ra, và chúng nó sẽ không kém đi. Ta cũng sẽ làm cho chúng nó vinh hiển, chẳng còn là thấp hèn. Con cái chúng nó sẽ y như ngày trước, hội chúng nó sẽ đứng vững trước mặt ta, và ta sẽ phạt mọi kẻ hiếp đáp chúng nó. Vua chúng nó sẽ ra từ trong chúng nó, quan cai sẽ ra từ giữa chúng nó. Ta sẽ khiến người lại gần, thì người sẽ đến gần ta. Vì ai đã có sự dạn dĩ đến gần ta? Đức Giê-hô-va phán vậy. Như vậy, các ngươi sẽ làm dân ta, ta sẽ làm Đức Chúa Trời các ngươi. Này, cơn bão của Đức Giê-hô-va, tức là cơn thạnh nộ của Ngài đã phát ra, một cơn bão lớn, nó sẽ phát ra trên đầu kẻ dữ. Sự nóng giận của Đức Giê-hô-va chẳng trở về, cho đến chừng nào Ngài đã làm và đã trọn ý toan trong lòng Ngài. Trong những ngày sau rốt, các ngươi sẽ hiểu điều đó. Chương 31. Đức Giê-hô-va phán: Trong lúc đó, ta sẽ làm Đức Chúa Trời của hết thảy họ hàng Israel. Chúng nó sẽ làm dân ta. Đức Giê-hô-va phán như vậy: Dân sót lại thoát khỏi gươm dao, tức là Israel đã được ơn trong đồng vắng, khi ta đi khiến chúng nó được yên nghỉ. Đức Giê-hô-va từ thuở xưa hiện ra cùng tôi và phán rằng: Phải, ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi, nên đã lấy sự nhân từ kéo ngươi đến. Ta sẽ dựng lại ngươi, thì ngươi sẽ được dựng, hỡi gái đồng trinh Israel. Ngươi sẽ lại cầm trống cơm làm trang sức, đi làm một với những người nhảy múa vui vẻ. Ngươi sẽ lại trồng vườn nho trên núi Samari, những kẻ trồng sẽ trồng và sẽ được hái trái. Sẽ có ngày, những kẻ canh trên các núi Ephraim kêu rằng: Hãy trỗi dậy, chúng ta hãy lên núi Siôn, đến cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta. Đức Giê-hô-va phán như vậy: Hãy trỗi tiếng reo vui vì Gia-cốp, hãy hò hét lên vì dân làm đầu các nước. Khá rao truyền ngợi khen mà rằng: Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy cứu dân Ngài, là dân còn sót của Israel. Này, ta sẽ đem chúng nó về từ xứ phương Bắc, nhóm lại từ các đầu cùng đất. Trong vòng chúng nó sẽ có kẻ đui, kẻ què, đàn bà có nghén, đàn bà sinh đẻ, hiệp nên một hội lớn mà trở về đây. Chúng nó khóc lóc mà đến, và ta sẽ dắt dẫn trong khi chúng nó nài xin ta. Ta sẽ đưa chúng nó đi dọc bờ các sông, theo đường bằng thẳng, chẳng bị vấp ngã. Vì ta làm cha cho Israel, còn Ephraim là con đầu lòng ta. Hỡi các nước, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va, hãy reo lời ấy ra trong các cù lao xa. Khá nói rằng: Đấng đã làm tan lạc Israel sẽ thâu nhóm nó lại, sẽ giữ như kẻ chăn giữ bầy chiên mình. Vì Đức Giê-hô-va đã chuộc Gia-cốp, cứu khỏi tay kẻ mạnh hơn. Họ sẽ đến và hát trên nơi cao của Si-ôn, sẽ trôi chảy đến ơn phước của Đức Giê-hô-va, đến lúa mì, rượu mới, dầu và con nhỏ của chiên và bò. Lòng họ sẽ như vườn đượm nhuần, chẳng buồn rầu chi nữa hết. Bây giờ, gái đồng trinh sẽ vui mừng nhảy múa, các người trai trẻ và các ông già cũng sẽ vui chung. Vì ta sẽ đổi sự sầu thảm chúng nó ra vui mừng, yên ủi chúng nó, khiến được hớn hở khỏi buồn rầu. Ta sẽ làm cho lòng các thầy tế lễ chán chê vì đồ ăn béo. Dân ta sẽ no nê về ơn phước của ta. Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va phán như vậy: Tại Rama nghe có tiếng than thở khóc lóc đắng cay. Ra-chên khóc con cái mình mà không chịu yên ủi về con cái mình, vì chúng nó không còn nữa. Đức Giê-hô-va phán như vậy: Hãy nín tiếng ngươi, đừng than khóc, mắt ngươi đừng sa lụy, vì công việc của ngươi sẽ được thưởng. Chúng nó sẽ trở về từ xứ kẻ thù. Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va phán: sẽ có sự trông mong cho kỳ sau rốt của ngươi. Con cái ngươi sẽ trở về bờ cõi mình. Ta nghe Áp-ra-im vì mình than thở rằng: Ngài đã sửa phạt tôi bị sửa phạt như con bò tơ chưa quen ách. Xin Chúa cho tôi trở lại, thì tôi sẽ được trở lại, vì Chúa là Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi. Thật, sau khi tôi bị trở lại, tôi đã ăn năn. Sau khi tôi được dạy dỗ, tôi đã vỗ đùi. Tôi nhút nha hổ thẹn vì đã mang sự sỉ nhục của tuổi trẻ. Vậy thì, Ép-ra-im há là con rất thiết của ta, là con mà ta ưa thích sao? Mỗi khi ta nói nghịch cùng nó, ta còn nhớ đến nó lắm. Cho nên, ta đã động lòng vì nó. Phải, ta sẽ thương xót nó. Đức Giê-hô-va phán vậy. Hãy dựng nêu, đặt trụ chỉ lối. Hãy để lòng về đường cái, nơi đường ngươi đã noi theo. Hỡi gái đồng trinh Israel, hãy trở về, các thành này thuộc về ngươi. Hỡi gái bội nghịch, ngươi sẽ đi dông dài cho đến chừng nào? Vì Đức Giê-hô-va đã dựng nên một sự mới trên đất, ấy là người nữ sẽ bao bọc người nam. Đức Giê-hô-va vạn quân Đức Chúa Trời Israel phán như vậy: Khi ta đã đem những phu tù trở về, thì trong đất Giu-đa và các thành nó, người ta sẽ còn nói lời này: Hỡi chỗ ở của sự công bình, núi của sự thánh khiết kia, nguyền xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi. Giu-đa cùng mọi thành nó, những người làm ruộng và những kẻ dẫn bầy sẽ ở chung tại đó. Vì ta đã làm cho lòng mệt mỏi được no nê, và mỗi lòng buồn rầu lại được đầy dẫy. Bây giờ tôi thức dậy, thấy giấc ngủ tôi ngon lắm. Đức Giê-hô-va phán: Này, những ngày đến, bây giờ ta sẽ lấy giống người và giống thú vật mà gieo nơi nhà Israel và nhà Giu-đa. Như ta đã canh giữ chúng nó đặng nhổ, phá, đổ, diệt và làm khốn khổ thể nào, thì ta cũng sẽ canh giữ để dựng và trồng thể ấy. Đức Giê-hô-va phán vậy. Trong những ngày đó, người ta sẽ không còn nói: Ông cha ăn trái nho chua mà con cháu phải ghê răng. Nhưng mỗi người sẽ chết vì sự gian ác mình. Hễ ai ăn trái nho chua thì nấy phải ghê răng vậy. Đức Giê-hô-va phán: Này, những ngày đến, bây giờ ta sẽ lập một giao ước mới với nhà Israel và với nhà Giu-đa. Giao ước này sẽ không theo giao ước mà ta đã kết với tổ phụ chúng nó trong ngày ta nắm tay dắt ra khỏi đất Ai-cập, tức giao ước mà chúng nó đã phá đi, dầu rằng ta làm chồng chúng nó. Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va phán: Này là giao ước mà ta sẽ lập với nhà Israel sau những ngày đó. Ta sẽ đặt luật pháp ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó sẽ làm dân ta. Chúng nó ai nấy sẽ chẳng dạy kẻ lân cận mình hay là anh em mình mà rằng: Hãy nhận biết Đức Giê-hô-va, vì chúng nó thảy đều sẽ biết ta, kẻ nhỏ cũng như kẻ lớn. Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ tha sự gian ác chúng nó và chẳng nhớ tội chúng nó nữa. Đức Giê-hô-va là đấng đã ban mặt trời làm sự sáng ban ngày, ban thứ tự mặt trăng và ngôi sao soi ban đêm, lật biển lên đến nỗi sóng nó gầm thét. Đức Giê-hô-va vạn quân là danh của Ngài phán rằng: Nếu lệ luật đó mất đi khỏi trước mặt ta, thì bây giờ dòng giống Israel cũng sẽ thôi không làm một nước trước mặt ta đời đời. Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va phán như vậy: Nếu trên có thể đo được trời, dưới có thể dò được nền đất, thì cũng vậy ta sẽ bỏ trọn cả dòng giống Israel vì cớ mọi điều chúng nó đã làm. Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va phán: Này, những ngày đến, khi thành sẽ được xây lại cho Đức Giê-hô-va, từ tháp Hananeel cho đến cửa góc. Dây đo sẽ giăng thẳng qua trên đồi Gareb và vòng quanh đến đất Goa. Cả nơi trũng của thây chết và tro, hết thảy đồng ruộng cho đến khe Sết-rôn và đến góc cửa ngựa về phía đông, đều sẽ được biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va và đời đời sẽ không bị nhổ đi và đổ xuống nữa. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.